quý cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì chúng em sẽ giới thiệu đến quý cô chú, anh chị của mình một cái địa danh mà khi mà đến với Bạc Liêu thì chúng ta thường hay đi tham quan, và cũng là một trong những cái địa danh mà nổi tiếng của Bạc Liêu từ đó đến giờ, đó chính là cái khu du lịch Nhà Mát. Và đây là cái khu du lịch Nhà Mát của mình. Thì cái khu du lịch Nhà Mát này á, mình nó cách cái thành phố Bạc Liêu của mình là tầm 10 cây số. Khi mà cái con đường mà mình đi đến chùa Bà Nam Hải á, thì thay vì mình quẹo phải mình vào chùa Bà thì này là mình sẽ đi thẳng luôn, thì mình sẽ đến được cái khu du lịch Nhà Mát của mình. Và bây giờ là chúng em mời quý cô chú anh chị của mình đi tham quan cái khu du lịch Nhà Mát này nhé. Khu vực này thì nó sẽ có một cái cầu để mình dẫn ra cái phía biển Bạc Liêu. Và ở hai bên đường thì cũng có bán những cái quán ăn, những cái nhà nghỉ. Tuy nhiên thì ở đây là có một cái khu du lịch nó gần giống như gọi là Đầm Sen hoặc là Suối Tiên ở trên Sài Gòn của mình vậy đó. Bởi vì ở trong cái nơi này á, thì cái khu vui chơi này á, mình cũng có hồ bơi nè, hồ bơi nhân tạo, rồi vườn thú và những cái trò chơi mạo hiểm. Thì em mời quý cô chú mình là đi thẳng là mình sẽ ra được cái khu ẩm thực phố biển. Đây phía xa xa mình là quý cô chú anh chị cũng có thể thấy là có những cái tòa nhà như thế, là khu ở cái khu ngoài đó thì mình có thể là đi từ những cái cây cầu này nè bắt ra ngoài đó để mình có thể ăn uống ở phía khu vực ngoài đó. Tuy nhiên thì bây giờ hai bên đường á thì mình cũng có thể thấy là hai cái khu vực hai bên thì cũng có những cái quán ăn luôn, cho nên là có thể là ra đó đi chơi hoặc là ăn uống, hoặc là mình chọn là vô trong đây ăn uống thì cái đó là tùy mình thôi. Thì ở đây là cái khu vực biển Bạc Liêu. Biển Bạc Liêu của mình đó thì nó không có những cái bãi cát trắng, những cái dòng nước xanh như là ở Nha Trang, Phú Quốc hay là ở Đà Nẵng. Tuy nhiên bên cạnh đó thì biển Bạc Liêu của mình thì nó được bồi đắp từ nước biển vô, cho nên là cái màu nước là cái màu đục, bởi vì nó là màu của phù sa. Thì đây mình có thể thấy à, và hồi xưa thì biển Bạc Liêu của mình là có cho phép là xuống tắm. Tuy nhiên bây giờ thì mình đã ngăn lại nhiều rồi. Ma Thiên Luân. Và ở đằng xa kia thì quý cô chú anh chị mình nó cũng có thể thấy là những cái quạt gió. Thì một lát nữa là sau khi mà đi tham quan cái khu vực biển Nhà Mát, cái khu du lịch Nhà Mát rồi, thì chúng em sẽ chạy qua cái khu bên đó, cái khu mà những cái cánh đồng quạt gió như thế, để quay cận cảnh, quay kỹ hơn để cho quý cô chú anh chị mình cũng có thể là nhìn thấy những cái cánh đồng quạt gió. Ngày xưa khi mà mình đến mình xem những cái phim ở nước ngoài, như là thường em nhớ không nhầm là cối xay gió, những cái cối xay gió này thì mình thường đặt ở Hà Lan, một cái nước ở châu Âu rất là đẹp. Tuy nhiên thì bây giờ là ở tại Việt Nam cũng đã có những cái cối xay gió này, và đặc biệt là ở ngay chính Bạc Liêu, quê hương của em. Thì bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình là đi ra phía ngoài biển đi, mình xem hết một vòng. Thì cái cây cầu này đã được xây rất là lâu rồi. Hôm nay nó không có nắng lắm. Mát mẻ. Bình thường á là hôm nay nước nó cũng không có lên cao cho lắm.
Bởi vì bình thường khi mà nước lên cao á, thì mình có thể thấy là ở phía trong bờ á, lúc nãy tụi em cũng có quay á, là ở cái khu vực trong bờ là nước nó sẽ dâng lên rất là cao. Tuy nhiên thì hôm nay trời nó, thứ nhất là nó chưa không có mưa và nó cũng không có quá nắng, thì cái thời tiết này nó rất là đẹp. Mấy cây bên đó là mấy cây gì vậy? Chị cũng không biết là mấy cây gì nữa, nhưng mà hình như là cây đước. Mấy cây đước thì phải. Ở đây cũng có đang trồng nè. Sợ nó xói đất hay sao? Đúng rồi. Bởi vì mấy cây đước á là nó có tác dụng á là giúp cho ngăn cản được cái, giúp nói chung là giúp cho mình là ngăn cản được cái dòng nước. Khi mà nước nó đánh vào quá mạnh như vậy á, nếu như mà đánh trong một thời gian dài á thì những cái bờ biển, những cái bờ của mình á nó sẽ bị ngập luôn. Nó sẽ bị xói mòn. Cho nên là họ phải trồng những cái cây đước như thế này để có thể là làm giảm cái tác dụng của cái dòng nước khi mà nó đánh vào quá mạnh. Lúc trước cái chỗ này chưa chơi được. Hồi xưa thì có cho xuống biển Bạc Liêu tắm. Tuy nhiên bây giờ cái việc đó là đang chặn. Tại vì đâu có đi xuống dưới được nữa đâu. Còn cái khu vực bên này hoặc là phía bên kia đó chính là cái nhà hàng Hương Vị. Ở đây thì họ làm những không biết để làm gì nữa hả ta? Cái gì? Mà bắt xa lắm luôn á, từ phía bên kia bắt xa đây luôn. Dài cũng như kia luôn á.
nói chung là ở cái khu vực mà bán ở đây á, thì do là ở phía xa xa kia lúc nãy mình thấy á, là những cái tàu mà họ đánh cá họ lên á, thì ngoài là cá ra thì họ còn những cái loại hải sản khác như là cua, tôm hay là mực, thì cũng có thể là một vài cái loại hải sản như là để sử mực á, thì họ có thể là từ mực ở sông Đốc, Cà Mau đưa lên chứ không phải là Bạc Liêu mà thôi. À, cái khu vực phía bên này á, thì mình còn có những cái nơi để mà mình ăn uống á. Ồ, dạ. Không, bây giờ là mấy cái quán rồi. Cái này thì bán cái này là mấy cái quán nhậu thôi. Thì mình có thể là mua tại chỗ mình cân, rồi mình nhờ người ta chế biến cho mình. Còn cái trụ này á là gọi là như thế nào ta, ở ngoài Vũng Tàu á. Ê, không phải ngọn hải đăng đâu nha. Cái này không phải ngọn hải đăng nha. Hỏi thử. À. Và bây giờ thì chắc là chúng em sẽ lấy xe rời cái khu vực mà khu du lịch Nhà Mát này để mà mình chạy qua bên cái khu vực nguyên một cái cánh đồng toàn những cái cối xay gió điện gió, những cái cánh đồng điện gió. Thì bởi vì nói chung là bây giờ thì thời tiết cũng đã hơi là nắng lên rồi, với lại phải tranh thủ chạy qua bên kia, tại vì từ bên đây mà qua bên kia thì tầm là 6 cây số nữa, vì cái đường bên kia thì nó cũng hơi nhỏ và nó hơi khó đi. Cảm ơn quý cô chú và anh chị đã xem cái video mà về cái khu du lịch Nhà Mát này của tụi em. Và đây là những cái địa điểm mà chúng em đây là những cái địa điểm mà nổi tiếng ở Bạc Liêu, và chúng em mong muốn là có thể là đưa đến những cái hình ảnh quê hương của mình đến với quý cô chú anh chị của mình ở kiều bào ở Việt kiều, hay là bà con ở trên tất cả những cái tỉnh thành khác có thể là biết đến Bạc Liêu. Mà khi mà mình suy nghĩ là mình muốn đến, mình muốn về miền Tây để mình du lịch á, thì mình cũng có những cái chỗ để mà mình có thể đi du lịch được. Và em xin cảm ơn và hẹn gặp lại. À, quý bà con cũng đừng quên là hãy đăng ký cái kênh của em để có thể là nhận được những cái video mới nhất hàng ngày nhé. Em xin cảm ơn ạ.